Theo ghi nhận của phóng viên, chiều ngày 20 tháng 1, bức tường xi măng tồn tại suốt 30 năm qua làm ranh giới ngăn cách giữa khu dân cư phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Tân Sơn Nhất đã được tháo dỡ toàn bộ. Bức tường này nằm dọc đường C12 nối đường Cộng Hòa và đường Nguyễn Đức Thuận. Sau khi tháo dỡ để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân, đơn vị thi công đã dựng tạm hàng rào tôn, Phía bên trong là công trường xây dựng đoạn cuối của dự án đường nối Trần Quốc Hoàng, Cộng Hòa dẫn vào nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất. Bên trong công trường, các công nhân đang tất bật đo đạc, sang phẳng mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước. Nhằm hạn chế bụi bậm, đơn vị thi công thường xuyên cho xe xịt nước trong công trường. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư cho biết cũng đang mở rộng đường Cộng Hòa, đoạn giáp với đường C12 từ 9 đến 11 m Việc này sẽ có phần tăng diện tích mũi tàu Cộng Hòa, Trường Chinh vốn đã quá tải suốt nhiều năm qua, gây ám ảnh cho người dân. Dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàng, Cộng Hòa, quận Tân Bình có tổng vốn đầu tư hơn 4.848 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hồ Chí Minh, tiến độ thực hiện từ năm 2021 đến năm 2024.